Một số người khác sẽ nói rằng tôi sẽ thử để đạt được điều đó. Và một số người khác thì nói rằng tôi có thể làm được. Và một số người khác sẽ nói rằng tôi sẽ đạt được. Và một số người nói là gì ạ? Tôi chắc chắn đạt được. Chúng ta biết được cái lý do chung, cái lý do chung mà khi mà chúng ta bị nhiễm virus tiêu cực, đó là gì ạ? Đó là chúng ta bị tiếp thu thụ động từ môi trường, chúng ta bị từ gì ạ? Từ rất là nhỏ, cho nên là gì ạ? Chúng ta không nắm được, và cái này nó nằm ở phần tiềm thức, tức là cái virus này nó đã ăn vào phần tiềm thức của chúng ta rồi, cho nên là chúng ta không biết được, không phát hiện ra được. Đấy. Và việc của chúng ta đó là chúng ta phải lập trình lại cái tiềm thức của mình, hay là tiêm vaccine vào tiềm thức của mình bằng nhiều phương án khác nhau, bằng nhiều cách khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta thay đổi cái niềm tin của bản thân mình, niềm tin vào người khác, và chúng ta cần phải xây dựng lại cái niềm tin vào con người của mình. Đấy. Rồi chúng ta thay đổi cái lăng kính, cái góc nhìn của cuộc đời, bởi vì như này, cái tiềm thức của chúng ta ấy, nó không có phân biệt được đúng hay sai. Nó chỉ biết được cái gì lặp lại nhiều hơn thì nó tin rằng cái đấy là đúng. À, như vậy là nếu như mà chúng ta nói ra những cái lời mà tiêu cực nhiều thì tiềm thức của chúng ta sẽ tin rằng đó là đúng. Giống như hôm qua có ví dụ ấy, nếu như mà chúng ta nghe nhiều những cái câu nói đó là gì ạ? Là đa cấp là xấu, đa cấp là không tốt, đa cấp là lừa đảo thì làm sao ạ? Thì tiềm thức chúng ta tin rằng điều đó là không tốt. Và khi mà ai đó nói đến đa cấp thì ngay lập tức là chúng ta xù lông lên, ngay lập tức là chúng ta cảm thấy căng thẳng, ngay lập tức là chúng ta cảm thấy là gì ạ? Chúng ta không tin tưởng, thậm chí là chúng ta còn sợ cái người mà nhắc đến cái từ đấy cơ. Đấy, thậm chí là chúng ta đánh giá luôn cả cái người mà hoạt động trong cái lĩnh vực đấy cơ. Đấy, thế cho nên là gì ạ? Cho nên là khi mà chúng ta bị một cái rào cản như vậy á, là chúng ta sẽ không còn suy nghĩ một cách tỉnh táo nữa, chúng ta không còn suy nghĩ một cách khách quan nữa, và chúng ta không đón nhận được thêm cái điều gì nữa. Thậm chí là chúng ta gì ạ? Chúng ta mất đi một người bạn chỉ vì đơn giản là gì ạ? Bởi vì là chúng ta suy nghĩ nó bị lệch lạc. Đấy. Và nếu như mà trong cuộc đời ấy, nếu mà anh chị em bị cái người khác họ suy nghĩ lệch lạc và họ gì ạ? Họ đánh giá chúng ta một cách thiếu thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết ấy, thì cái điều này thì Huy cũng tin rằng anh chị em cũng đã từng gặp trong cuộc đời, không thể nào tránh được, bởi vì xung quanh chúng ta cái số lượng người ấy nhiều lắm, và thậm chí họ không biết là họ họ bị như vậy. Thì cái việc của chúng ta đó là gì ạ? Là không giải thích, đúng không ạ? Không cố gắng giải thích, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta không thể nào mà giúp cho những cái người mà không có nhu cầu thay đổi, không có nhu cầu tiêm vaccine, mà chúng ta cứ đè ra chúng ta tiêm vaccine là nó phản tác dụng. Tiêm vaccine nó phải có sự đồng thuận. Anh chị em đồng ý không ạ? Nó phải có sự đồng thuận. Nếu như mà anh chị em không có sự đồng thuận, mà anh chị em cố gắng nhồi nhét thông tin vào đầu họ, cố gắng bắt họ phải sửa đổi, thì cái điều này gì ạ? Cái điều này sẽ là phản tác dụng. Như vậy là làm như thế nào? Thì cách tốt nhất đầu tiên là chúng ta tiêm cho bản thân mình đã. Đúng không ạ? Chúng ta tiêm cho bản thân mình để chúng ta thay đổi cái lăng kính của mình, để chúng ta có một cái góc nhìn đúng hơn, chuẩn hơn đã. Sau khi mà chúng ta đúng, chúng ta chuẩn rồi, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu hỗ trợ hướng dẫn những người khác. Và hãy tìm những người nào mà có nhu cầu tiêm vaccine để chúng ta tiêm. Bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom ngày hôm nay chúng ta mong muốn được tiêm vaccine ngay bây giờ để mà gì ạ? Để mà chúng ta bắt đầu là gì ạ? Được tiêm vaccine đúng không ạ? Đấy, ba cấp độ, ba cấp độ của gọi là nhiễm virus đúng không ạ? Đấy, anh chị em hãy sẵn sàng để mà chúng ta bắt đầu vào phần tiêm vaccine. Nhớ này, Huy không thể giúp được anh chị em. Anh chị em nhớ điều này. Huy không thể giúp được anh chị em. Chỉ có một người duy nhất có thể giúp được anh chị em thôi. Đó chính là gì ạ? Bản thân mình. Đúng không ạ? Tất cả cô bác anh chị em trong phòng Zoom này, chỉ có mỗi bản thân mình. Huy chỉ là cái người dẫn thôi. Huy chỉ là cái người mà gì ạ? Chia sẻ cái cách thôi. Chú Huy không phải là cái người giúp anh chị em. Cái người duy nhất để giúp anh chị em chính là bản thân anh chị em. Cho nên là gì ạ? Cho nên anh chị em nghe cũng được, không nghe cũng không sao. Chúng ta không cần phải tranh cãi, không cần phải đánh giá. Được không ạ? Nếu mà anh chị em bắt đầu đánh giá nó có thể đúng, nó có thể sai.
Không sao cả anh chị ạ. Nếu mà nó sai thì nó sẽ không hiệu quả, còn nếu mà nó đúng thì nó sẽ có hiệu quả. Như vậy lấy cái gì để biết nó đúng hay sai ạ? Lấy kết quả để đánh giá, được không ạ? Lấy kết quả để đánh giá, chứ không lấy gì ạ, không tranh cãi cái gì ạ, cái vấn đề. Chúng ta tuyệt đối không tranh cãi vấn đề, được không ạ? Ok nhá. Rồi, lấy kết quả, tức là kết quả là gì ạ? Đó là sự thay đổi bên trong của chúng ta. Đấy, đó là sự thay đổi ở bên ngoài chúng ta. Sau khi chúng ta thay đổi thì cuộc sống chúng ta thay đổi. Người ta có câu, có cuốn sách nói gì ạ? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta thay đổi chúng ta sẽ cảm nhận được anh chị em nhé. Không phải nói là chúng ta không cảm nhận được đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được khi mà chúng ta thực sự mong muốn thay đổi thì cái điều này sẽ xảy ra, được chưa? Rồi, giải pháp đầu tiên, thuốc đầu tiên để dành cho anh chị em đó là gì ạ? Lòng biết ơn, được chưa? Cái thứ nhất, cái điều mà anh chị em thực sự có thể thay đổi được, cái điều đầu tiên Huy muốn chia sẻ, muốn nhắc nhở, cũng muốn là gì ạ? Muốn tiêm cho anh chị em. Nếu như mà chúng ta không có điều này thì cuộc sống chúng ta sẽ vô cùng gì ạ? Đau khổ và luôn luôn tiêu cực. Vaccine sẽ không thể nào có tác dụng nếu như mà chúng ta không dỡ bỏ cái rào cản này. Đấy. Cho nên là gì ạ? Không có lòng biết ơn, đó chính là cái thứ mà khiến cho chúng ta tiêu cực. Không có lòng biết ơn sẽ khiến cho chúng ta gì ạ? Đau khổ. Vì vậy, cái việc đầu tiên đó là chúng ta gì ạ? Hãy có lòng biết ơn. Biết ơn tất cả những gì cuộc sống ban tặng chúng ta. Biết ơn cả những điều tốt và những điều chưa tốt đến với chúng ta. Biết ơn cơ thể, biết ơn cuộc sống, biết ơn cha mẹ, biết ơn gia đình, biết ơn những cái thứ gì đó xảy ra xung quanh chúng ta. Biết ơn ngôi nhà của mình, biết ơn cái điện thoại, cái máy tính của mình, biết ơn bàn tay, ánh mắt, cái khối óc của mình, biết ơn đôi chân của chúng ta, biết ơn những cái người bạn của chúng ta, biết ơn kể cả những cái người không tốt với chúng ta, họ đã cho chúng ta cái bài học gì đó. Biết ơn những cái cảm xúc tiêu cực mà chúng ta đã có để mà chúng ta gì ạ? Chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sống ở trong cuộc sống này. Biết ơn cả những cái con người tiêu cực ở ngoài kia, họ đang gì ạ? Họ đang là zombie, họ cắn chúng ta. Hãy biết ơn kể cả những cái điều xấu nhất trong cuộc đời của mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì biết ơn thì sẽ nhận được nhiều hơn. Chúng ta không biết ơn điều đó thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ chỉ có tìm cách để mà đổ lỗi tiêu cực mà thôi. Đó. Cho nên đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết. Nó chiếm phần lớn cái gì ạ? Cái yếu tố để mà gì ạ? Vaccine hiệu quả. Tất cả những cái vaccine phía sau không hiệu quả nếu như không có vaccine này. Và đây là cái điều mà Huy đã nhận ra trong cái gì ạ? Trong cái cuộc sống của mình. Trước đây thì Huy không biết đến điều này. Cho nên là mình cứ hoạt động theo một cái gọi là bản năng. Và cái bản năng của mình được hình thành từ gì ạ? Từ trong quá khứ. Và trong quá khứ chúng ta học được rất nhiều, kể cả những điều tiêu cực và những điều tích cực. Chúng ta học thụ động cả hai điều này anh chị em ạ. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là chúng ta không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Cái gì lặp lại nhiều thì chúng ta nghĩ nó là đúng. Thế thì bây giờ chúng ta muốn điều gì? Bây giờ còn cả điều đúng và điều sai thì nó đều tốt nhé. Nhưng cái quan trọng nhất là anh chị em ta muốn điều gì? À, anh chị em chúng ta vạch ra những điều mình muốn. Đó là chúng ta muốn thành công, muốn hạnh phúc, muốn giàu có, muốn khỏe mạnh, đúng không ạ? Muốn được vui vẻ, muốn được tự do, đúng không ạ? Thì đấy là những cái điều chúng ta muốn. Nếu mà chúng ta muốn cái điều đó thì chúng ta phải vạch ra những cái điều cần thiết để đạt được cái điều chúng ta muốn. Thì những cái điều mà cần thiết để đạt những điều chúng ta muốn thì đó chính là điều đúng đắn. Tức là kết quả. Kết quả là chúng ta xảy ra những điều chúng ta muốn thì đó là kết quả, được chưa? Còn không quan trọng là chúng ta làm cái việc gì. Miễn chúng ta làm cái việc gì để chúng ta đạt được tất cả những cái điều này thì đó là những cái điều đúng đắn chúng ta cần phải làm. Còn có nhiều người sẽ nói rằng là như vậy là tôi không còn là tôi nữa à, hoặc là tôi phải làm khác đi à, tôi lại phải bỏ đi những cái tính cách của tôi à, tôi phải bỏ đi những cái gì tôi đang có à. Không phải anh chị em. Chúng ta vẫn là mình, chỉ có điều là chúng ta làm tốt hơn mình của ngày hôm qua mà thôi, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ?
biết ơn những gì cuộc sống ban tặng, thì đây là một cái cơ sở vô cùng quan trọng. Anh chị em hãy comment xuống, hãy cái điều gì đó, biết ơn bất kể cái điều gì mà chúng ta có thể nghĩ ra trong đầu, và hàng ngày chúng ta nói lên điều đó, hàng ngày chúng ta nghĩ về điều đó. Ví dụ buổi sáng Huy tỉnh dậy, Huy biết ơn cái cốc nước đã giúp cho Huy có sự tỉnh táo, biết ơn cái bài tập thể dục ngày hôm nay MC chia sẻ. Kể cả là cái điều đó nó chưa thực sự là cái điều mà chúng ta muốn, hãy biết ơn điều đó. Kể cả cái cốc nước chúng ta uống nó chưa thực sự nó ngon, nó ngọt, nhưng mà gì ạ, hãy làm cái điều đó để làm gì ạ, để chúng ta được nhận được nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy, ngày hôm sau chúng ta lại có những cốc nước ngon hơn, cốc nước đầy hơn, cốc nước ấm hơn, đúng chưa ạ? Hãy viết xuống tất cả những cái điều gì đó chúng ta cảm thấy biết ơn. Có thể là cha mẹ của mình, có thể là gia đình của mình, có thể là người đồng đội của mình, có thể là cái bài chia sẻ này, có thể là những cái kiến thức mà mình nhận được. Hãy biết ơn những gì mà chúng ta nghĩ đến ngay lập tức, ngay bây giờ. Ngay bây giờ chúng ta nghĩ đến điều gì, hãy nói biết ơn cái điều đó. Hãy comment xuống biết ơn điều đó. Và Huy đang theo dõi tất cả cái phần chat, cái phần chat của anh chị em chúng ta, đúng không ạ? Đấy. Và đây cũng là cái điều mà chúng ta cần phải rèn luyện hàng ngày. Đây cái điều mà chúng ta rèn luyện hàng ngày. Khi mà chúng ta có điều này là cái tâm tư của chúng ta nó mở rộng lắm. Chúng ta không còn những cái sân si, thù hận, nó không còn những cái ích kỷ, không còn những cái yếu đuối, hay là những cái mà gì ạ, khó khăn nó đến với chúng ta nữa. Được chưa ạ? Hãy biết ơn tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, cả điều tốt và điều xấu. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị em. Rồi, tiếp theo. Cái gọi là vaccine số 2 hay là thuốc số 2, đó là gì ạ? Đó là chúng ta hãy gần gũi với những người tích cực. Gần gũi với những người tích cực. Có một câu rất hay của Jim Rohn nói rằng bạn là trung bình của những người bạn thường gặp. Bạn là trung bình của những người bạn thường gặp. Đấy. Hãy kể cho tôi những người bạn của bạn và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Đúng không ạ? Đấy. Rồi nếu như mà có 6 người bạn thường gặp, 5 người bạn thường gặp như thế nào thì bạn là người thứ 6. Đúng không ạ? Cho nên chính những người bạn thường gặp nó chính là gì ạ? Là zombie hay là những cái người mà gì ạ, tích cực. Họ là người tiêu cực hay là người tích cực. Nếu mà chúng ta không nhận thức ra được họ là tích cực hay tiêu cực thì chứng tỏ là chúng ta đang gì ạ, đang ở trong cái gì ạ, trong cái gọi là cấp độ 2, cấp độ 3, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta có sự nhận thức, chúng ta biết được đây là những người tích cực, thì chúng ta hướng đến cái việc là gì ạ? Ví dụ như là anh chị em tưởng tượng là trong cái đại dịch ấy, thì chúng ta phải tìm những người tích cực để chúng ta gì ạ, hợp lực với nhau để chống lại cái đội mà gì ạ, tiêu cực đang tìm cách để cắn xé chúng ta, đúng không ạ? Anh chị em tưởng tượng cái hình ảnh đó, đúng không ạ? Đó, anh chị em vẫn đang comment biết ơn nhiệt tình luôn. Kiểu này chắc là có những anh chị em phải comment đến vài lần, đúng không ạ? Xin chúc mừng anh chị em. Đấy là những cái điều vô cùng tuyệt vời. Thế thì để mà chúng ta không bị lây nhiễm thì chúng ta phải ở với những người đã sạch virus, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Chúng ta ở gần những người đã sạch virus, những người đã tích cực, những người bình thường, những người đã gì ạ? Đã vượt qua được cái gì ạ? Cái đại dịch virus, thì đấy là cách để chúng ta không bị cắn, không bị nhiễm, đúng không? Đấy. Cho nên là kể cả trong gia đình của chúng ta, người nhà, người thân của chúng ta có những người bị virus, có không ạ? Có. Trong gia đình của Huy thì mẹ Huy là cái người mà có cái sự tiêu cực rất là lớn. Và cách của Huy đó là gì ạ? Mình vẫn yêu thương mẹ, vẫn là gì ạ? Vẫn rất là biết ơn mẹ. Nhưng mà mình tránh nói chuyện khi mà mình chưa đủ sức để mà giúp mẹ thay đổi. Thực ra là mình không có khả năng. Không khả năng, đúng không ạ? Bởi vì một cái người mà đã nhiều năm như vậy rồi thì mình không khả năng. Thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Vẫn yêu thương họ, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà hãy tránh xa, hãy ít nói chuyện. Bởi vì sao ạ? Mỗi lần chúng ta nói chuyện thì chúng ta sẽ bị nhiễm cái virus mà chúng ta không biết đâu. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có đủ sức để chúng ta chống lại, nhưng mà thực ra là chúng ta không đủ sức. Đấy ạ. Cho nên là chúng ta hãy tránh cái việc mà tiếp xúc gần
với những cái người mà tiêu cực. Tránh, được không ạ? Tránh bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta chưa đủ sức đề kháng. Đến bây giờ thì Huy đủ sức đề kháng rồi, thì tất cả những cái lời tiêu cực đó thì nó không thể nào mà làm hại Huy được nữa rồi. Nhưng mà gì ạ? Trước đây Huy chưa đủ sức thì đầu tiên là chúng ta hãy cứ tránh. Gặp những người tiêu cực thì chúng ta tránh và chúng ta không tranh cãi với những người tiêu cực. Kể cả là họ gì ạ? Họ nói sai với chúng ta, kể cả họ hiểu nhầm chúng ta, kể cả họ gì ạ? Họ nói những câu rất là khó nghe. Không tranh cãi với họ. À, được không ạ? À, có một cái câu chuyện như này, đó là một cái người đệ tử một cái câu chuyện như này, đó là cái người gọi là quan triều đình đi vi hành ấy. Đó, một cái người vị quan rất là thanh liêm, Huy không nhớ cái tên, nhưng có một cái câu chuyện như vậy. Thì cái vị quan này đi vi hành thì thấy có hai người cãi nhau. Đấy, có thấy hai người cãi nhau. Đấy, một người nói rằng là gì ạ? 5 cộng 5 bằng 10. Đấy, có người nó bảo là 5 cộng 5 bằng 8. Đó. Thế thì hai người cứ cãi nhau điên cuồng. Thế thì bắt đầu thấy vị quan này đi đến, biết là vị quan này là một vị quan rất là gì ạ? Rất là thanh liêm và rất là giỏi, rất là trí tuệ, cho nên là gì ạ? Mới chạy ra để mà nói với vị quan này, nói rằng là nhờ vị quan này phân xử xem là ai đúng ai sai. Thế thì vị quan ấy chỉ nghe qua một chút là vị quan ấy đã biết rồi, đã biết rằng là vấn đề đang ở đâu rồi. Sau đó là vị quan nói với cái người mà gì ạ, là nói rằng là 5 cộng 5 bằng 10 á, thì nói rằng là gì ạ, là anh hãy nhận sai đi, và nếu không nhận sai ấy, thì cho lính đánh 10 roi. Ông này nhất định không nhận sai, bảo đúng, tôi học 5 cộng 5 bằng 10 là đúng, thằng kia nó 5 cộng 5 bằng 8 là sai. Đấy, và thằng kia thì nó nhất định nó không chịu. Đấy, và nó gì ạ? Nó rất là hùng hổ. Đấy. Thế là vị quan này mới đánh cho cái anh mà gì ạ? Là chọn cái đáp án là 5 cộng 5 bằng 10 một trận. Sau đó là gì ạ? Sau đó là cho cái anh 5 cộng 5 bằng 8 về, không đánh. Đấy, mà đánh cho cái anh 5 cộng 5 bằng 10. Thì sau khi mà đánh xong thì ông 5 cũng 5 bằng 10 rất hậm hực, rất là khó chịu và rất là bực bội. Bảo là tại sao nó sai rõ ràng, ông biết điều này mà ông lại đánh tôi. Đấy, lúc đấy cảm thấy rất là khó chịu. Lúc trước ấy thì là rất là ngưỡng mộ cái vị quan này, nhưng mà sau đó làm sao ạ? Sau đó quay trở lại là rất là bực bội với cái vị quan này. Thế vị quan này lúc đó mới ôn tồn, mới trả lời: tao biết người đúng, tao biết rằng 5 cộng 5 bằng 10 là đúng. Nhưng ngươi biết tại sao ngươi bị đánh không? Bởi vì ngươi cố gắng tranh cãi cái điều này với cái kẻ là gì ạ? Cái kẻ không gọi là cái kẻ gọi là không biết. Thì khi mà ngươi gọi là cố gắng tranh cãi cái điều này với kẻ không biết, nó gọi là kẻ ngu ấy. Ngươi cố gắng tranh cãi cái điều này với kẻ ngu thì ngươi là ngu hơn nó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có kinh nghiệm lâu năm hơn ngươi, kinh nghiệm ngu của nó lâu năm hơn ngươi, mà ngươi cố gắng tranh luận với nó, tức là ngươi ngu hơn nó, cho nên tao đánh ngươi vì ngươi ngu hơn nó. Một cái câu chuyện vui vui cười cười thôi, nó không có thật anh chị ạ, nó không có thật, nó chỉ là câu chuyện gọi là để anh chị em chúng ta có một cái tưởng tượng, đó là nếu như mà ai đó nói điều gì đó sai, việc của chúng ta đó là gì ạ? Mỉm cười chấp nhận và gì ạ? Và để kệ nó, đúng không ạ? Đừng cố gắng tranh cãi với những cái người họ đã cố tình hiểu sai, người ta cố tình là gì ạ? Là không ghi nhận những cái con zombie như vậy ạ. Họ không thể nào họ nhận ra được đâu. Chúng ta không có khả năng để nói để cho họ hiểu. Và cái điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời của Huy đó là gì ạ? Cố gắng nói để cho những cái người như vậy hiểu. Những người như vậy thường là người thân, người nhà mình, nó mới đau chứ anh chị em. Cái đau nhất đó chính là người thân, người nhà mình. Nó có những cái điều đó, những cái người đồng đội gần kề vai sát cánh của mình mà họ có điều đấy. Và mình cảm thấy bất lực khi mà mình không thể nói cho họ hiểu được. Nhưng mà cái ngu ngốc nhất của mình đó là cố gắng nói để cho họ hiểu. Nhưng mà cái điều mà Huy nhận ra đó là mình không thể nói để cho họ hiểu được.
kể cả mình giỏi đến cấp nào chăng nữa, mình không thể nói cho họ hiểu được. Nhưng không có nghĩa là chúng ta từ bỏ, không có nghĩa là chúng ta bỏ họ. Rồi đến lúc nào đó họ sẽ hiểu, rồi đến một lúc nào đó họ sẽ biết điều này và họ sẽ tự nhận thức được điều này. Chúng ta phải có một niềm tin rằng họ sẽ nhận ra, được chưa? Đến một lúc nào đó họ sẽ nhận ra. Mình có niềm tin như vậy thì mình sẽ không còn tranh cãi nữa, mình sẽ vui vẻ, mình sẽ thoải mái, mình sẽ không đau khổ và cuộc sống mình sẽ tươi đẹp, được chưa? Và khi mà cuộc sống mình cứ tươi đẹp lên thì họ sẽ thay đổi. Như vậy là mình thay đổi thì họ sẽ thay đổi. Chứ còn mình bảo họ thay đổi thì còn lâu họ mới thay đổi, được không ạ? Cho nên là tuyệt đối không tranh cãi với những cái người mà gì ạ, những cái người mà cố tình hiểu sai, hoặc là họ hiểu sai mà họ không biết. Khi mà họ đã đặt cái gì ạ, đặt cái mũi dùi, đặt cái gì ạ, đặt cái niềm tin sai lệch vào mình rồi thì mình càng nói thì càng gì ạ, càng sai. Cho nên có một câu đó là gì ạ, đừng cố gắng giải thích, bởi vì càng cố gắng giải thích thì người ta càng gì ạ, càng hiểu sai. Đấy. Cho nên có hai điều này thôi. Một là bạn đúng thì bạn không cần phải giải thích. Đúng không? Mình đúng mình cần gì phải giải thích, đúng không ạ? Hai, nếu bạn không đúng thì bạn không có quyền để giải thích, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ, cả hai trường hợp này, một là đúng thì không được giải thích, không cần giải thích. Hai là không đúng thì không được giải thích, không có quyền để giải thích. Cho nên là gì ạ, cả hai trường hợp này thì cũng không cần giải thích, đặc biệt với những cái con zombie, đúng không ạ? Ví dụ con zombie nó chuẩn bị nó cắn mình bảo là ôi zombie ơi đừng cắn tao, tao là người bình thường đừng cắn tao. Zombie có nghe không? Zombie có nghe không anh chị em? Bởi vì đấy là bản năng của nó rồi, bản năng của nó là cắn rồi, nó không thể nào giúp được họ. Việc của chúng ta đó là gì ạ? Tiêm vaccine. Việc của chúng ta là tiêm vaccine, sau đó là gì ạ? Tìm cách giúp họ tiêm vaccine. Đấy. Thế tiêm vaccine chúng ta phải đến đâu? À, đến bằng zoom cả gáy. Cách của chúng ta không phải là gì ạ, tiêm cho họ, mà việc của chúng ta là gì ạ, mời họ vào zoom cả gáy, được không anh chị em? Nhớ, ok không ạ? Đúng rồi, im lặng là bài rất hay, được không ạ? Khi chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái, rất là dễ dàng, và chúng ta vượt qua được những cái tiêu cực rất là dễ. Bởi vì phần lớn những cái tiêu cực của trong cuộc sống chúng ta ấy, là bởi vì chúng ta cố gắng là gì ạ, cố gắng chống lại những con zombie. Đấy, cách của chúng ta đó là tránh xa nó càng xa càng tốt, đúng không ạ? Đấy, ok không ạ? Rồi tiếp theo đó là ngừng việc so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi cơ thể, mỗi con người chúng ta, mỗi cá thể đều là gì ạ, đều là một cái thuộc tính được đặc biệt. Không có ai giống ai trên cuộc đời này, không có ai là hoàn hảo trên cuộc đời này hết. Cho nên là chúng ta đừng so sánh bản thân mình với người khác. Chúng ta chỉ cần tốt hơn chính bản thân mình ngày hôm qua, thế là được rồi. Mỗi ngày chúng ta tốt hơn chính bản thân mình, chúng ta chỉ cần so sánh với chính bản thân mình ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta học được điều gì mới, ngày hôm nay chúng ta học được điều gì mới, thế là được. Chúng ta tốt hơn mỗi ngày. Còn nếu như mà chúng ta lỡ nhìn thấy những cái điểm yếu của mình, chúng ta nhìn thấy cái điểm không tốt của mình, thì làm sao ạ? Thì điều đó bình thường. Điều đó bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là người không hoàn hảo, chúng ta chấp nhận cái điều không hoàn hảo của mình. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta nỗ lực để tiến về phía trước mỗi ngày, thế là tốt rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải vào zoom cả gáy mỗi ngày. Bởi vì zoom cả gáy sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn mỗi ngày. Có đúng không ạ? Đấy. Thêm cái điều nữa, đó là chúng ta có một niềm tin rằng mỗi chúng ta đều có một cái tài năng nào đó. Nếu như mà chúng ta không được đặt vào đúng cái môi trường thì chúng ta sẽ không phát huy được hết cái tài năng của mình. Và khi đó chúng ta sẽ cảm thấy mình kém cỏi. Đấy. Cho nên là gì ạ? Nếu mà chúng ta bắt một con cá leo cây thì nó sẽ dành cả cuộc đời nó nghĩ rằng nó là kẻ ngu ngốc. Và đây cũng là chính là cái điều thất bại của phần lớn các phụ huynh. Đặc biệt là các phụ huynh. Họ cứ mong muốn con cái của mình như thế này, mong muốn con cái của mình như thế kia. Nhưng họ không biết rằng con cái của họ có một cái gì ạ, có một cái thuộc tính, có một cái năng lượng, có một cái đặc điểm nào đó để mà phát huy. Cho nên chúng ta phát triển lên thì chúng ta sẽ biết được đâu là điểm mạnh của mình, đâu điểm yếu của mình. Và từ đó thì chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ giúp cho con cái của mình phát huy được điểm mạnh của nó.
Có những đứa nó thích là gì ạ? Nó thích nhạc, có đứa thích làm thơ, có đứa thích viết văn, có đứa thích làm toán. Đúng không ạ? Thì có mỗi một người có một cái sức mạnh, có một cái thế mạnh khác nhau. Thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Đó là tìm ra cái thế mạnh của họ để mà giúp họ phát huy. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải tìm ra cái điểm mạnh của mình và mình phát huy cái điểm mạnh của mình, thay vì mình cứ so sánh mình với người khác để mình cảm thấy mình là cái kém cỏi, mình là cái người yếu đuối. Ví dụ như này, mình nghĩ rằng ôi ông đấy ông ấy giỏi, ông ấy làm được, nhưng mà mình thử nghĩ lại xem cái tuổi mà ông đấy bằng tuổi mình bây giờ ấy, ông ấy làm sao giỏi bằng mình. Bây giờ mình giỏi hơn rất nhiều. Ngày xưa Huy nói anh chị em biết là ngày xưa đến tận năm thứ bao nhiêu, năm thứ mười mấy hai mấy ấy, mình mới được chạm được cái máy tính, mình mới chạm vào cái điện thoại thông minh. Bây giờ làm sao ạ? Trẻ con 3 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi nó dùng điện thoại nhoáy nhoáy. Đúng không anh em? Đấy, thậm chí là gì ạ? Cái YouTube nó còn gì ạ? Nó còn tìm kiếm, nó còn nhiều hơn, giỏi hơn mình, nó còn nhanh hơn mình. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Bây giờ mình giỏi hơn cái người khác chỉ đơn giản là gì ạ? Là mình có một cái lợi thế nào đó. Nhưng mà mình không biết rằng họ cũng đang có lợi thế vô cùng lớn. Và mình cũng có lợi thế vô cùng lớn so với những người khác. Nếu mà mình nhìn thấy những người thành công khác, thì chỉ đơn giản nó là gì ạ? Là họ đã có những cái hành động để mà chớp lấy những cái thời cơ. Và thời cơ thì luôn luôn nó đến. Thì việc của mình là gì ạ? Là tiếp tục mình chớp lấy cái thời cơ của mình. Chứ đừng so sánh với người đi trước, sau đó mình bảo nó ưu dồi làm sao mà mình giỏi bằng họ, làm sao mình đạt được giống như họ. Đừng nghĩ như vậy. Đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta hơn bản thân mình mỗi ngày, thế là được rồi. Ok không? Đấy. Rồi, tiếp theo. Có nhiều người á thì đau khổ vì những cái thứ mà mình không có. Đau khổ vì những thứ mà mình không có. Ví dụ tôi không có nhà to, tôi không có xe đẹp, tôi không có cái người 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 bố giàu có, không có một cái người mẹ gọi là đúng như mình mong muốn, không có người vợ, không có người chồng giống như mình mong muốn. Thì giống như là cái anh mà ở trong cái tấm hình này, đó là anh Nick Vujic. Anh không có tay, cũng chẳng có chân. Cái thứ duy nhất của anh ấy có đó là một cái đùi gà nho nhỏ. Đấy. Mà nó chỉ vẫy như này. Và nếu như bình thường, chúng ta có quyền được than trách số phận. Chúng ta có quyền được than trách cuộc đời này. Có đúng không ạ? Chúng ta có quyền làm điều đó mà. Làm điều đó là đúng. Có nhiều người đã đau khổ vì không có tiền để mua một đôi giày. Cho tới khi họ nhìn thấy có những người còn không có chân để mà đi giày. Có những người đau khổ vì mình gì ạ? Vì mình không có cái gì ạ? Không có một cái đồng hồ đẹp, cho tới khi mình nhìn thấy có những người còn không có tay để mà đeo đồng hồ. Có những người đau khổ vì mình không có một cái chỉ tay, không có một cái vân tay đẹp, cho đến khi họ nhìn thấy có những người còn chẳng có tay để mà xem vân tay. Đúng không ạ? Nhưng mà cái anh Nick Vujic này thì sao ạ? Anh ấy đã vượt qua được số phận. Anh chẳng có tay để mà xem cái chỉ tay. Anh cũng chẳng có cái cuộc sống gọi là gì ạ, là đầy đủ. Sinh ra nó đã gì ạ, đã như vậy rồi. Nhưng mà anh ấy đã thay đổi cuộc đời của mình bằng cách là gì ạ? Nhìn là mình có cái gì? Mình có một cái trí óc minh mẫn, đấy là điều tuyệt vời. Và nhờ cái điều đó, nhờ cái sự tích cực đó mà anh đã trở thành một diễn giả truyền cảm hứng, là một trong những cái người mà ảnh hưởng nhất trên thế giới này. Và anh trở nên rất là giàu có, rất là thành công. Anh có một người vợ với 4 đứa con. Anh chị em tưởng tượng không ạ? Một người vợ vô cùng xinh đẹp, ngưỡng mộ anh ấy, yêu quý anh ấy, và có 4 đứa con. Anh ấy có thể chơi thể thao, anh có thể gì ạ? Anh có thể lặn, anh có thể đi scooter, anh có thể chạy xe, anh có thể bơi, anh có thể chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau. Như vậy là gì ạ? Chúng ta đang có gì ạ? Chúng ta đang có một cái cơ thể lành lặn, chúng ta đang có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta đang có một cái gia đình, chúng ta có một cái ngôi nhà. Tất cả những gì chúng ta đang có thì đấy là gì ạ? Đấy là những thứ mà chúng ta xứng đáng để có. Và nếu mà chúng ta muốn có nhiều hơn thì chúng ta cần phải xứng đáng hơn. Đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Hãy yêu mến những gì chúng ta đang có
và gì ạ, xây dựng cái gì tương lai của mình bằng chính cái gì ạ, cái ngày hôm nay, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo nữa, đó là chúng ta đã từng thất bại, chúng ta đã từng thất bại, chúng ta đã từng không thành công, và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta kém cỏi, chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể thành công. Huy đã từng thất bại rất nhiều lần trong cuộc sống mình. Huy đã từng nhiều lần khởi nghiệp nhưng mà thất bại. Sau đó Huy nghĩ rằng mình là cái kẻ kém cỏi, mình chẳng làm được điều gì cả. Huy đã từng nghĩ như vậy và Huy rất là đau khổ. Huy có một giai đoạn 8 tháng gọi là trầm cảm. Huy bị trầm cảm, anh chị em ạ. Tức là mình cứ nhốt mình ở trong nhà thôi và không đi ra ngoài, không liên hệ với ai. Và mình rất là đau khổ, mình vùi đầu vào chơi game, mình vùi đầu vào những cái thứ tiêu cực. Đó. Và lúc đó mình đã nghĩ rằng là cuộc đời mình chắc là gì ạ, là chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Đấy. Đến gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa thành công thì làm sao ạ? Cơ hội của mình chắc không còn nữa rồi. Đấy. Nhưng mà sau đó mình bắt đầu thay đổi, bắt đầu suy nghĩ rằng à, thất bại không có nghĩa là kết thúc. Thất bại nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là đánh dấu một cái dấu mốc trên cuộc đời của mình mà thôi. Và thất bại nó chính là bài học giá trị nhất cho chúng ta. Và nhờ những cái thất bại cho nên chúng ta mạnh hơn, nhờ những thất bại cho nên chúng ta giỏi hơn, nhờ những thất bại cho nên chúng ta thành công hơn. Cho nên là mỗi thứ, những cái gì nó đến với chúng ta, nó đều mang lại chúng ta một cái bài học tích cực nào đó. Việc của chúng ta đó là tìm ra cái bài học tích cực ở trong những cái thất bại của mình. Bao nhiêu anh chị em đã từng thất bại trong cuộc sống của mình, thất bại trong công việc, thất bại trong hôn nhân, thất bại trong tình cảm, thất bại trong mối quan hệ, thất bại trong việc kiếm tiền hay thất bại trong việc gì ạ, xây dựng mối quan hệ. Hãy comment xuống là tôi, nếu mà anh chị em đã từng thất bại trong cuộc đời giống như Huy, đã từng thất bại nhiều lần trong cuộc đời giống như Huy. Thất bại trong việc giải thích cái điều gì đối với ai đó, thất bại trong việc là gì ạ, giúp đỡ một ai đó, thất bại trong việc mà gì ạ, là cố gắng làm cái điều gì đó, đúng không ạ? À, cảm ơn anh chị em vì đã gì ạ, đã có sự đồng cảm với Huy. Bởi vì sao ạ? Thất bại là điều hết sức bình thường trong cuộc sống, không ai là không từng thất bại. Và những người thành công nhất trên thế giới này, họ đều là những người thất bại nhiều. Thất bại nhiều thì sẽ thành công nhiều. Nhưng quan trọng nhất đó là học được bài học gì. Nếu mà chúng ta không học được bài học ấy, thì cái thất bại đó nó sẽ lặp đi lặp lại. Và vũ trụ sẽ mang lại nhiều cái gì ạ? Cái vấn đề, cái thất bại cho chúng ta, cho tới khi nào chúng ta học được bài học đó. Và khi chúng ta học được bài học đó thì vũ trụ lại mang đến những cái khó khăn lớn hơn, và chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta cần phải vượt qua. Cho nên chúng ta cần phải xứng đáng với những cái điều mà chúng ta sẽ có. Chúng ta đang xứng đáng với những gì chúng ta đang có, kể cả điều tốt hay điều xấu. Và chúng ta muốn cái điều tốt đẹp hơn thì chúng ta phải xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta phải nâng cấp bản thân chúng ta mỗi ngày. Và đấy là cái điều mà Huy đã gì ạ, nghĩ đến và Huy đã làm. Và đấy là lý do tại sao mà Huy nghiên cứu, Huy học tập mỗi ngày. Đó là cái lý do mà Huy chia sẻ. Huy chia sẻ cái phòng Zoom 5 giờ sáng này chính là cách mà Huy học tập. Bởi vì đây là lúc mà Huy học tập được nhiều nhất. Cho nên là tại sao mà Huy luôn luôn biết ơn tất cả anh chị em có mặt trong phòng Zoom này. Bởi vì mỗi người sẽ truyền cho Huy một cái năng lượng để giúp cho Huy tốt đẹp hơn mỗi ngày. Đấy chính là cái điều mà Huy đạt được ở trong cái phòng Zoom này. Được không ạ? Rồi, tiếp theo đó là chúng ta luôn học hỏi kiến thức và phát triển bản thân mỗi ngày. Được chưa ạ? Đấy. Đó. Cái thất bại nó sẽ là một cái nấc thang để giúp chúng ta thành công. Ban đầu chúng ta sẽ nói rằng là tôi không làm điều đó được đâu. Đấy. Tôi sẽ không làm được điều đó đâu. Sau đó chúng ta nghĩ rằng là tôi chắc là tôi không làm được. Nhưng mà chúng ta vẫn là muốn làm. À, tôi muốn làm điều đó. Và sau đó bắt đầu chúng ta tìm ra cách làm. Không biết là chúng ta làm như thế nào bây giờ nhỉ? Ví dụ như là bây giờ mình đang kiếm được 10 triệu một tháng, mình mong muốn kiếm 50 triệu một tháng, 100 triệu một tháng, thì nhiều người sẽ nói rằng chắc là tôi không làm được điều đó đâu. Một người nói rằng là tôi sẽ không thể làm được điều đó, tức là một kiếm được 100 triệu một tháng. Một số người nói rằng là gì ạ? À, tôi muốn làm điều đó. Một số người khác sẽ nói rằng không biết làm thế nào để đạt được điều đó bây giờ. Đấy. Một số người khác sẽ nói rằng tôi sẽ thử để đạt được điều đó. Và một số người khác thì nói rằng tôi có thể làm được. Và một số người khác sẽ nói rằng tôi sẽ đạt được. Và một số người nói là gì ạ? Tôi chắc chắn đạt được. Đúng không ạ? Thì đây là những cái bước để mà chúng ta phát triển bản thân của mình, phát triển tư duy của mình. Được chưa ạ? Để mà chúng ta đi lên trong cái con đường sự nghiệp thành công trong cuộc sống của mình. Luôn luôn học hỏi kiến thức
và phát triển bản thân. Và đây chính là lý do tại sao chúng ta cần phải vào Zoom gà gáy mỗi ngày. Và nếu mà chúng ta muốn giúp đỡ những người xung quanh, người thân, người nhà của mình thì hãy vào Zoom gà gáy mỗi ngày. Được không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em chúng ta cam kết từ bây giờ trở về sau chúng ta sẽ vào Zoom gà gáy mỗi ngày. Bởi vì Zoom gà gáy vẫn sẽ tiếp tục miễn phí mãi mãi cho anh chị em. Và chắc chắn nó còn tồn tại 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm nữa nếu như mà anh chị em còn thấy giá trị ở đây. Được chưa ạ? Nếu anh chị em đồng ý thì hãy comment xuống là tôi, rằng tôi sẽ cam kết vào Zoom gà gáy mỗi ngày để phát triển bản thân mình lên. Và nếu mà anh chị em phát triển rồi thì anh chị em hãy quay trở lại để trở thành chủ giảng, để trở thành cái người mà có thể chia sẻ cho cộng đồng. Được chưa ạ? Đồng ý anh chị em, đồng ý không ạ? Hãy trở lại trở thành chủ giảng để bắt đầu chia sẻ cho cộng đồng. Ok không ạ? Đấy. Và chúng ta sẽ duy trì cái phòng Zoom này 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm nếu mà nó còn giá trị. Được chưa ạ? Đấy, thì số lượng comment của anh chị em ấy thì chứng tỏ là cái giá trị của phòng Zoom này. Nếu như anh chị em không comment, tức là gì ạ? Là phòng Zoom không có giá trị. Còn nếu mà anh chị em comment, tức là phòng Zoom có giá trị. Và càng nhiều comment thì cái phòng Zoom này càng được duy trì. Nếu ít comment, tức là phòng Zoom này không có giá trị và nó sẽ không được duy trì nữa. Anh chị em có muốn là gì ạ? Cái phòng Zoom 5 giờ sáng này nó sẽ đóng cửa ngay lập tức trong ngày mai. Và từ ngày mai anh chị em sẽ không được tham gia phòng Zoom 5 giờ sáng nữa. Anh chị em sẽ phải đóng tiền, một cái số tiền rất lớn để đi học ở ngoài kia, thay vì được học miễn phí ở đây. Anh chị em nghĩ điều gì nếu như phòng Zoom gà gáy đóng cửa và chúng ta không còn được cơ hội để học tập ở đây nữa? Thì sao ạ? Thì sao ạ? Thì không sao, chúng ta vẫn vậy. Chúng ta sẽ vẫn giống như vậy. Chúng ta không có sự thay đổi gì cả. Và chúng ta vẫn có thể học từ chỗ khác. Chúng ta vẫn có thể đóng tiền học chỗ khác mà. Đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây là nơi mà chúng ta đã có duyên gặp nhau, đến với nhau. Cho nên là gì ạ? Là hãy tương tác để mà gì ạ? Để mà đội ngũ admin thấy rằng là phòng Zoom này thực sự có giá trị, cho nên là chúng ta không thể bỏ nó. Chúng ta không thể là gì ạ? Dừng nó lại được. Bởi vì có nhiều người cần nó mà. Đúng không ạ? Đấy. Cảm ơn anh chị em đã tương tác, bởi vì mỗi tương tác của anh chị em thì đấy chính là gì ạ? Đấy chính là một cái gì ạ? Một cái giá trị để mà gì ạ? Phòng Zoom còn tồn tại. Mỗi một tương tác cho anh chị em tưởng tượng, mỗi lần chúng ta comment xuống ấy là chúng ta đang đóng góp 1.000 đồng cho cái quỹ để mà duy trì cái phòng Zoom này. Mỗi lần chúng ta tương tác xuống là chúng ta đang đóng góp 1.000 đến 5.000 đồng để mà duy trì cái quỹ để mà duy trì cái phòng Zoom này. Được không ạ? Một số người nói rằng, ôi mình không comment thì làm sao? Thì thằng khác nó cũng comment, có sao đâu. Có ai mà chưa từng comment thì hãy comment xuống cái điều đó, được không ạ? Nếu mà chưa từng comment một lần nào trong tất cả những lần mà mình trong tất cả trong buổi sáng ngày hôm nay, nếu mà anh chị em chưa comment thì hãy comment xuống bất kể điều gì, được không ạ? Rồi. Những cái người mà không comment ấy thường là những người cực kỳ tự tin hoặc là thiếu tự tin. Đúng không anh chị em? Nó có hai cái thái cực, một là rất tự tin, hai là gì ạ? Hai là không tự tin tí nào. Thì hai người đấy đều không comment. Còn những cái người mà tự tin mà đủ để biết mình là ai, biết mình, biết người thì làm sao? Thì họ sẽ comment rất là nhiệt tình. Còn những người cực kỳ tự tin đến mức mà gì ạ? Mà tự ti luôn. Tự tin đến mức mà tự ti luôn thì sẽ không comment. Đấy, được không ạ? Đấy. Thì không sao, anh chị em cực kỳ tự tin hoặc là cực kỳ tự ti thì đều giống nhau. Tức là mình tự tin một cách thái quá ấy, thì mình sẽ không biết mình là ai, mình sẽ ảo tưởng mình là như này, mình cứ tưởng là mình thế kia. Đấy, thì đấy là ảo tưởng. Đấy. Mình tự ti, tức là mình là thế này, mình lại tưởng là mình thế này, thế là mình bị tự ti, được không ạ? Đấy. Tức là mình là cái con người lớn như này, nhưng mà mình lại tưởng là mình chỉ bé như này thôi. Đấy là tự ti, tức là nhút nhát, thiếu gì ạ? Thiếu tự tin. Đấy ạ. Nhưng mà mình thế này mà mình lại tưởng là mình thế này thì cũng là tự ti anh chị em ạ. Cũng là tự ti, cũng là nhút nhát, cũng là thiếu tự tin. Đấy. Đấy, tức là mình bị ảo tưởng quá ấy, thì là cũng gì ạ? Cũng không tốt. Mà mình gì ạ? Mình tự ti quá thì cũng không tốt. Mà cái quan trọng nhất ấy, trong cuộc sống của mình ấy, là mình biết mình là ai. Tự tin vào bản thân không có nghĩa là mình gì ạ? Là mình làm việc bất chấp. Tự tin ở đây có nghĩa là gì ạ? Là mình biết mình là ai, gọi là biết mình biết người ấy, thì mình sẽ tin, mình sẽ tự tin. Đấy. Chứ còn gì ạ? Biết người mà không biết mình thì là gì ạ? Là đấy là gì ạ? Là chưa tự tin, mà lúc đấy là gì ạ? Đang cố gắng gồng mình lên thôi. Trước đây Huy cũng như vậy nha. Mình cố gắng gồng mình lên thể hiện rằng là mình là người tự tin, nhưng thực ra không phải. Tự tin chỉ đơn giản nhất đó là mình biết rõ mình có điểm mạnh, điểm yếu gì, và sau đó mình học để mà khắc phục những điểm yếu, mình học để phát huy điểm mạnh, thì đấy là tự tin. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Anh chị em đồng ý không ạ? Huy biết là Huy không giỏi,
Huy biết là Huy có những cái điểm yếu, Huy biết là Huy có rất nhiều sai lầm, Huy biết là Huy còn phải khắc phục rất là nhiều. Nhưng mà không phải vì như vậy mà Huy không dám đứng lên chia sẻ. Bởi vì nếu mà mình không dám đứng lên chia sẻ thì đến bao giờ mình mới giỏi được, đến bao giờ mình mới thành công được, đúng không ạ? Và những cái ngày đầu khi mà bắt đầu Huy chia sẻ thì nó còn vấp váp, nó còn kém cỏi lắm anh ạ. Nó còn rất là nhút nhát, nó rất là vấp rất là nhiều, nói thì ngọng, nói thì không đến nơi đến chốn. Nhưng mà Huy nhìn ra ngoài, có những người họ cũng chưa bằng mình, họ không bằng mình mà họ vẫn chia sẻ mà. Thế tại sao mình lại không làm được? Đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Là mình biết mình là ai, biết người, biết mình biết người thì khi đó chúng ta sẽ tự tin. Đúng không ạ? Ok nhá. Đấy, yes, bạn làm được. Yes, tôi làm được. Hãy comment xuống là gì ạ? Tôi làm được. Bạn đang muốn làm cái điều gì đó? Bạn đang có một mục tiêu nào đó? Muốn mục tiêu là kiếm là bao nhiêu tiền một tháng? Mục tiêu là gì ạ? Là xây dựng mối quan hệ với ai? Mục tiêu là phát triển bản thân như thế nào? Mục tiêu là để chơi với những người như thế nào? Thì chúng ta hãy chỉ cần đơn giản đưa ngón tay lên nói rằng là yes, tôi làm được. Ok không ạ? Rồi. À, bài nó hơi dài, Huy xin phép là kéo dài cái chia sẻ mình một chút. Anh chị em đồng ý nhá. Nếu mà ai có việc bận phải rời đi thì anh chị em cứ tự động rời đi, chúng ta không cần phải xin phép, đúng không ạ? Bởi vì cái bài nó có thể kết thúc sớm, kết thúc muộn, nhưng mà những người nào ở lại thì chúng ta cứ ở lại, còn những người nào đi thì chúng ta cứ đi nhá. Ok không ạ? Không lại bảo là ông này thế này thế kia, đúng không ạ? Cứ kéo dài. Rồi. Chúng ta biết rằng là trong cuộc sống ấy, có rất nhiều lần chúng ta phát ngôn ra khi mà chúng ta có cảm xúc, chúng ta đi lên. Khi mà cảm xúc đi lên thì trí tuệ chúng ta đi xuống, đặc biệt là lúc mà chúng ta nóng giận, đúng không ạ? Lúc mà chúng ta nóng giận ấy, thường là chúng ta suy nghĩ và chúng ta hành động mà chúng ta không có chúng ta không có lường trước các cái hậu quả. Và khi đó thì sao? Khi đó thì chúng ta sẽ phải trả giá vì những cái hành động của mình. Vì vậy là đây là cái bài học mà rất thấm đối với Huy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy là cái người trước đây là hành động hơi lỗ mãng, hơi chủ quan và hơi suy nghĩ một chiều. Và đến bây giờ vẫn vậy anh chị em. Đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng vẫn dính. Tuy nhiên thì mình phải rèn luyện như mình nhiều hơn. Đó là gì ạ? Mình suy nghĩ kỹ càng hơn khi mà hành động. Đấy, mình suy nghĩ một cách chu đáo hơn, một cách chu toàn hơn để mà gì ạ? Để mà mình lường trước được các cái hậu quả xảy ra. Đấy, lường được cái gọi là cái điều tốt đẹp, nhưng mà lường cả những cái điều không tốt để mà chúng ta suy nghĩ kỹ hơn. Mỗi cái hành động, lời nói của chúng ta phát ngôn ra thì nó có giúp chúng ta đạt được cái mục tiêu hay không? Nó có ảnh hưởng đến người khác hay không? Nó có làm tổn thương người khác hay không? Nếu mà có thì chúng ta gì ạ? Chúng ta không làm, đúng không ạ? Bởi vì đấy không phải là mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta không phải làm để tạo ra cái điều đó. Nếu mà chúng ta làm, chúng ta biết sai mà chúng ta vẫn làm thì đấy là gì ạ? Đấy là chúng ta chỉ thể hiện cái tôi của mình thôi, là cố gắng để gì ạ? Để xoa dịu cái tôi còn nhỏ bé của mình mà thôi. Đấy. Cho nên những cái người thành công đó là những người nâng đỡ người khác lên, chứ không phải những người mà tìm cách dìm người khác xuống. Thông thường chúng ta dìm người khác xuống thì chúng ta cảm thấy là chúng ta sẽ giỏi hơn, chúng ta sẽ mạnh hơn. Nhưng mà kẻ mạnh thực sự đó là kẻ sẽ nâng đỡ người khác trên đôi vai của mình, trên đôi tay của mình. Kẻ mạnh thực sự không phải kẻ mạnh là cái người dìm người khác xuống. Kẻ mạnh thực sự là cái người mà sẽ giúp đỡ người khác. Đúng không ạ? Đấy mới là kẻ mạnh thực sự. Cho nên hãy nghĩ trước khi mà hành động. Được không ạ? Hãy nghĩ trước khi hành động. Rồi, chúng ta biết rằng là gì ạ? Là tương lai thì chưa tới, quá khứ thì không thể thay đổi được. Và có một thứ duy nhất trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta có thể thay đổi được, đó chính là điểm hiện tại. Cho nên là hãy sống hết mình với hiện tại. Muốn ngày mai tươi sáng thì phải quên đi cái ngày hôm qua, đúng không ạ? Dù ngày hôm qua là huy hoàng hay đau khổ thì chúng ta gì ạ? Chúng ta phải quên nó đi. Kể cả ngày hôm qua chúng ta được gì ạ? Tung hô là thế này thế kia thì việc của mình đó là gì ạ? Quên nó đi và sống với hiện tại. Ví dụ ngày hôm qua thì Huy cũng được rất nhiều anh chị em cảm ơn, rất nhiều lời khen, rất nhiều lời cảm ơn, nhưng mà Huy sẽ quên đi cái ngày hôm qua. Huy không sống trong cái quá khứ. Nói rằng là ủa, mình được tung hô thế, mình là người thế này thế kia thì mình cảm thấy sung sướng. Sung sướng ở cái thời điểm đó thôi anh chị ạ. Thế sau đó để làm gì ạ? Sau đó rồi mình phải tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng để mình biết rằng là gì ạ? Là cái huy hoàng trong quá khứ ấy, thì nó không thể nào mà gì ạ? Để mà giúp được tương lai, hiện tại và tương lai. Chỉ có hiện tại mới giúp được tương lai mà thôi. Còn quá khứ ấy, thì nó giúp cho hiện tại của mình. Còn hiện tại sẽ giúp cho tương lai của mình.
Cho nên là gì ạ? Những cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ thì nó đã gì ạ? Nó đã xảy ra, nó đã mang lại cái nhân, cái quả, hậu quả hay là hiệu quả ở điểm hiện tại rồi. Còn nếu mà muốn tương lai tốt đẹp thì chúng ta phải thay đổi cái điểm hiện tại. Hiện tại chúng ta đang như thế nào? Đang tốt hay chưa tốt? Chúng ta có thể tốt hơn được nữa không? Được nhỉ? Hãy tập trung vào điểm hiện tại thay vì tập trung vào quá khứ. Có những người thì suốt ngày kể ngày xưa tôi thế này, ngày xưa tôi thế kia. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà đấy là cái thứ mà gọi là ăn mày quá khứ. Ăn mày quá khứ. Chúng ta phải xem lại hiện tại tôi như thế nào. Hiện tại tôi có tốt không? Hiện tại tôi có năng lượng không? Hiện tại tôi có đang tiến bộ hàng ngày không? Thì đấy mới là quan trọng. Còn quá khứ kể cả anh chị em rất giỏi, nhưng bây giờ anh chị em còn giỏi như vậy không? Ngày xưa anh chị em kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ anh chị em có kiếm được nhiều tiền không? Nếu như mà không thì xem lại hiện tại. Được không ạ? Đừng ăn mày quá khứ nữa. Quá khứ nó là cái bài học. Được chưa ạ? Tương lai nó là gì ạ? Tương lai nó là cái mục tiêu. Hiện tại mới chính là thứ mà chúng ta cần phải thay đổi. Ok ạ? Chúng ta hãy tập trung toàn bộ vào hiện tại. Ngày xưa là chúng ta có thể làm rất hiệu quả, nhưng bây giờ chúng ta không làm hiệu quả nữa. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao? Tại sao chúng ta không hiệu quả? Chúng ta sai điểm nào? Chúng ta cần phải thay đổi điểm nào? Thế giới đang thay đổi, chúng ta không thay đổi. Chúng ta gì ạ? Chúng ta tự kìm hãm mình. Có đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Hãy sống hết mình ở hiện tại. Hãy giữ cái cảm xúc của mình ở hiện tại. Đừng biến cái cảm xúc của mình vào quá khứ, kể cả niềm vui hay nỗi buồn. Bởi vì chúng ta biết là gì ạ? Nỗi buồn không kéo dài mãi mãi, mà niềm vui thì cũng không kéo dài vĩnh viễn. Cho nên chúng ta đừng nói cái điều gì đó mà mãi mãi. Có yêu nhau thì cũng đừng yêu nhau quá. Đừng nói là gì ạ? Em sẽ yêu anh mãi mãi, vĩnh viễn. Đừng nói như vậy. Bởi vì chúng ta không thể biết được tương lai cái gì. Chúng ta hãy sống với nhau ở điểm hiện tại. Hãy yêu nhau hết mình ở điểm hiện tại. Hãy trao nhau những cái gì ạ? Tình cảm tốt đẹp ở điểm hiện tại. Được không ạ? Để ngày mai nếu mà điều gì đó xảy ra, chúng ta không còn hợp nhau nữa, chúng ta không còn hiểu nhau nữa, chúng ta không còn gì ạ, không còn tin tưởng nhau nữa, chúng ta không còn đồng hành với nhau nữa, thì chúng ta vẫn giữ lại những cái kỷ niệm đẹp nhất ở những cái thời điểm trong quá khứ. Đúng không ạ? Đấy, thì đấy mới là cái điều quan trọng. Hãy sống với hiện tại. Được chưa ạ? Người thân, người nhà của mình, họ cũng không sống với mình mãi mãi, rồi họ cũng ra đi. Những cái quan trọng nhất ở cái thời điểm này, mình đối xử với họ như nào? Có nhiều người ấy, thì đối xử rất là tệ bạc với bố mẹ. Nhưng khi bố mẹ ra đi thì khóc lóc thảm thiết thế này thế kia. Vì thế nó giả tạo lắm. Thà làm gì ạ? Thà mình cứ sống với hết hiện tại. Khi bố mẹ ra đi thì mình cảm thấy là gì ạ? Cảm thấy mình đã xứng đáng. Mình đã gì ạ? Mình đã làm tròn cái trách nhiệm của mình. Thì khi đó bố mẹ ra đi làm sao ạ? Thì mình vui vẻ. Mình không cần phải khóc. Được không ạ? Bởi vì mình sao ạ? Mình đã xứng đáng. Mình đã sống hết mình hàng ngày. Với người thân, với người nhà của mình. Mình không có gì phải nuối tiếc cả. Chính vì mình nuối tiếc cho nên mình mới khóc. Đúng không ạ? Mình không còn gì phải nuối tiếc cả. Mình hãy đối xử tốt nhất với cả người yêu của mình. Với cả đội nhóm của mình. Thì khi họ ra đi, mình không có gì phải áy náy. Không có gì phải hối hận cả. Có đúng không ạ? Hãy sống hết mình với hiện tại. Được không ạ? Rồi. Tiếp tục là gì ạ? Là chúng ta tự cổ vũ cho mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có một người duy nhất trên cuộc đời này thực sự quan tâm đến mình, đó chính là bản thân mình. Nếu mà mình không tự cổ vũ cho mình thì làm sao mình cổ vũ cho người khác. Nếu mà mình không truyền cảm hứng được cho mình, làm sao mình truyền cảm hứng cho người khác. Nếu mà mình không có lửa, làm sao mình truyền lửa cho người khác. Đúng không ạ? Mình muốn làm lãnh đạo thì mình phải truyền cảm hứng cho người khác. Mà mình không truyền được cảm hứng cho chính mình thì làm sao mình truyền cảm hứng cho người khác được. Đúng không ạ? Và khi mà những cái đứa trẻ nó làm cái điều gì đó, giống như ngày hôm qua khi mà con gái Huy á, là nó bơi ấy, và khi nó đi bơi ấy, lúc nó bơi được một cái nó làm được cái điều gì đó tốt ấy, thì nó bảo là bố ơi, good job đi. Thế lúc đấy mình đang không để ý và mình không nghe được cái tiếng của nó, mình cứ bảo ơ cái gì cơ đấy, thì nó bảo là good job đi bố. Tức là gì ạ? Nó rất là trông chờ vào cái sự khen ngợi của người bên ngoài. Đấy, của bố, của mẹ. Bởi vì đứa trẻ mà, những đứa trẻ con ấy, thì nó rất là chờ đợi cái sự khen ngợi của người lớn. Đấy. Và những cái người trưởng thành chúng ta cũng vậy nhé. Chúng ta rất là trông chờ cái sự khen ngợi của người khác. Nhưng mà Huy thì Huy không như vậy. Huy không trông chờ cái sự khen ngợi của mọi người bên ngoài. Huy tự khen ngợi mình, Huy tự động viên mình, tự cổ vũ cho mình. Cho nên nếu mà ai đó khen mình
thì mình cũng cảm ơn, họ không khen mình thì cũng không sao cả, bởi vì mình tự biết tự cổ vũ cho mình rồi. Đấy, cho nên có nhiều người ấy, khi mà được khen ấy thì họ ảo tưởng, họ tưởng là thế này thế kia, nhưng mà mình không như vậy, Huy không như vậy. Nếu mà anh chị em khen Huy thì Huy cũng dạ, Huy cũng vui, mà anh chị em không khen Huy thì Huy cũng vui, anh chị em chê Huy cũng vui. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình biết mình là ai, mình biết rõ mình là ai rồi ấy, thì mình không bị ảnh hưởng bởi lời khen hay lời chê ở bên ngoài nữa, đúng không ạ? Mình tự cổ vũ cho bản thân mình rồi thì mình không bị phụ thuộc vào cái sự cổ vũ hay không cổ vũ. Nếu mà mình làm cái điều gì đó mà không được ai cổ vũ thì mình buồn, đúng không? Mình không được người thân, không được người nhà của mình ghi nhận thì mình buồn, đúng không? Không được đồng đội của mình ghi nhận thì mình buồn, đúng không? Không, đừng làm như vậy. Mình hãy tự cổ vũ cho mình. Mình biết là mình làm đúng, mình biết mình làm tốt rồi thì hãy tự thưởng cho mình, hãy tự cho mình những cái lời khen, đúng không ạ? Nó gọi là tự kỷ ấy. Đấy, tự kỷ cũng tốt mà, đúng không ạ? Đấy. Và nếu như mà ở bên ngoài người ta khen mình thì sao? Mình cảm ơn. Nếu mà họ không khen mình thì sao? Mình cũng cảm ơn. Nếu mà họ chê mình thì sao? Mình cũng cảm ơn. Được không anh chị em? Chỉ cần đơn giản như vậy thôi, chúng ta sẽ có một cuộc sống rất là cân bằng. Cuộc sống nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó rất là an nhiên, nó sẽ rất là tự tại, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bởi gì ạ? Bởi những người bên ngoài. Đấy. Đấy. Trong đội nhóm của Huy ấy, anh chị em tưởng tượng này, sợ nhất ấy là khen cái người mà họ không biết họ là ai. Sau đó là gì ạ? Họ ảo tưởng, họ nghĩ rằng họ kinh khủng lắm. Có những người thì vừa mới được khen một phát là đã cái tôi đã to rồi, cái tôi đã lên, đã dẫn, tưởng là tao là kinh khủng lắm rồi và đã coi thường người khác rồi. Thì cái điều này cực kỳ nguy hiểm. Và anh chị em chúng ta sẽ không được khen, sẽ không được tiếp tục khen nếu như mà chúng ta nhận được lời khen sau đó chúng ta tưởng nó là thật. Mà việc của chúng ta ấy, là chúng ta phải biết rõ mình là ai. Khi mà chúng ta biết rõ mình là ai rồi ấy, thì cái người khác có khen hay không khen thì chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn cân bằng được cái cảm xúc của mình. Đấy, đấy là cái điều vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Không, luôn luôn khiêm tốn và không tự mãn. Luôn luôn khiêm tốn và không tự mãn. Bạn Tiến Anh là bạn nào mà cứ phá nhỉ? Cứ nghịch chứ nhỉ? Rồi. Tiếp tục nha. Chúng ta đọc những cái cuốn sách tích cực, xem những video tích cực mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta đọc cuốn sách. Bởi vì sao ạ? Sách là thầy của mình. Video, có những người thì giỏi về đọc sách, tức là họ giỏi về đọc. Có những người giỏi về nghe. Chúng ta có thể nghe sách nhé. Anh chị em không nhất thiết phải đọc, chúng ta nghe sách nói cũng được, nghe những video cũng được, hoặc vào phòng Zoom 5 giờ sáng này để chúng ta nghe cũng được. Bởi vì có người giỏi về việc đọc, có người giỏi về việc nghe, có người giỏi về hành động. Có những người phải hành động thì mới học được bài học, chứ còn đọc họ rất là lười, nghe họ cũng không thích, nhưng mà hành động trải nghiệm thì họ học được rất là nhiều, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy tin bằng cách trải nghiệm, hãy tin bằng cách đọc, hãy tin bằng cách nghe, tin bằng cách nhìn. Thì nó có ba cái phương pháp để mà chúng ta học tập. Chúng ta đừng giới hạn mình ở một phương pháp. Có những người mà thích đọc ấy thì họ nói là phải đọc sách, nhưng mà đấy là nó phù hợp với những người mà thích đọc, được chưa ạ? Còn những cái người mà không thích đọc thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ nói là phải nghe sách. Đấy. Có những người bảo, ôi trời, đọc toàn lý thuyết thôi, phải gì ạ? Phải trải nghiệm. Tất cả đều đúng anh em, tất cả đều đúng, nhưng mà đúng với cái gì ạ? Với cái thế mạnh của họ. Giống như là con cá nói rằng là gì ạ? Phải xuống nước bơi. Những con khỉ nó nói rằng là gì ạ? Phải lên cây để mà trèo cây. Thì tất cả đều đúng, nhưng mà nó chỉ đúng với gì ạ? Với cái hoàn cảnh của họ thôi. Đấy, nó không phải đúng với tất cả mọi người. Thế việc của mình đó là mình biết mình là ai để mình gì ạ? Mình tìm ra cái thế mạnh của mình. Thế mạnh của mình là đọc hay thế mạnh của mình là nghe. Thì sau đó mình gì ạ? Mình tìm ra cái cách để mình học tốt nhất, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Nếu mà chúng ta có thể đọc thì hãy đọc, nếu mà có thể nghe, có thể xem thì hãy xem, có thể trải nghiệm thì hãy trải nghiệm tất cả những cái điều tích cực. Bởi vì chúng ta phải nạp vào đầu những cái thông tin tích cực, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái niềm tin tích cực. Từ cái niềm tin tích cực thì chúng ta sẽ có những cảm xúc tích cực. Từ những cảm xúc tích cực thì chúng ta sẽ có một cái hành động tích cực. Từ cái hành động tích cực thì sẽ có kết quả tích cực. Và từ kết quả tích cực thì chúng ta lại có cái niềm tin tích cực. Và nó là cái quá trình nó đi lên, nó là như vậy. Có quá trình để mà vaccine nó hoạt động, nó là như vậy. Nó cứ vòng lên như vậy. Nó thành vòng lập nha. Đấy, và vòng lập này nó sẽ đi lên nếu như mà chúng ta liên tục bơm vào đó những cái thông tin tích cực, những cái kiến thức tích cực, đấy, những cái con người tích cực. Còn nó sẽ đi xuống nếu mà chúng ta chơi với những người tiêu cực và đọc những cái thông tin tiêu cực, được không ạ? Ok nha. Rồi, thức dậy sớm mỗi ngày. Đây là một cái điều
vô cùng tuyệt vời. Bởi vì những người tích cực thì thường họ sẽ dậy sớm. Thông thường thôi chứ không phải tất cả nha anh chị em nha. Không phải tất cả những người nào tích cực cũng dậy sớm, mà không phải người nào dậy sớm thì cũng tích cực. Nhưng mà dậy sớm mỗi ngày thì giúp chúng ta có một cái ngày mới tuyệt vời, đúng không ạ? Mặc dù Huy là cái người hay thức khuya và ít khi dậy sớm, nhưng chính vì điều đó nó làm cho Huy chưa thành công. Và người ta bảo là dậy sớm để thành công, thì dậy sớm thì chưa thành công, nhưng dậy sớm để học tập thì sẽ thành công, dậy sớm để làm việc thì sẽ thành công, dậy sớm để truyền năng lượng cho mọi người thì đấy là mình sẽ thành công, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Hãy thức dậy sớm mỗi ngày. Và nếu mà thức dậy sau đó chúng ta lại đi ngủ tiếp thì nó không có ý nghĩa. Thức dậy sau đó chúng ta vào phòng Zoom, chúng ta tương tác nhiệt tình để giúp cho phòng Zoom năng lượng, thì đấy là gì ạ? Đấy sẽ là cái điều kiện để mà chúng ta thành công, được chưa ạ? Đấy. Rồi, tập thể dục mỗi ngày. Cái cơ thể chúng ta nó chính là cái lâu đài hay là cái túp lều, tùy cách mà chúng ta đối xử với nó, cách mà chúng ta gì ạ? Sử dụng nó, cách mà chúng ta trang trí, hỗ trợ, chăm sóc nó. Đấy. Vì vậy là chúng ta hãy trân trọng cái cơ thể của mình, tập thể dục mỗi ngày để giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Và một cái tinh thần minh mẫn thì nó sẽ chỉ có thể có ở trong một cái cơ thể khỏe mạnh thôi. Nếu mà cơ thể chúng ta mà yếu, mà bị bệnh, mà không khỏe thì chúng ta sẽ thế làm sao ạ? Chúng ta sẽ không thể có một cái tinh thần minh mẫn được. Đấy. Vì vậy là chúng ta hãy tập thể dục và hãy sử dụng thêm những cái sản phẩm để giúp chúng ta khỏe mạnh. Hãy ăn uống một cách lành mạnh, hãy uống nước một cách đầy đủ để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là chúng ta phải có một cái mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Chúng ta chọn phải có cho mình một cái định hướng. Đa phần chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thất bại bởi vì sao? Chúng ta không có một cái công việc nào đó cụ thể để chúng ta làm. Nếu mà chúng ta dậy sớm và có một cái mục tiêu là vào phòng Zoom thì chúng ta sẽ có năng lượng hơn, đúng không ạ? Đấy. Còn nếu như mà chúng ta thờ ơ, chúng ta lười biếng, chúng ta mệt mỏi thì chúng ta sẽ không thể nào có một cái cuộc sống tích cực được. Đấy. Cho nên là gì ạ? Hãy cho mình một cái mục tiêu cụ thể, một cái kế hoạch rõ ràng để giúp chúng ta đạt được những điều mà chúng ta mong muốn, đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là chúng ta gì ạ? Luôn linh động và chuẩn bị cho những tình huống không lường trước. Chúng ta hãy nghĩ về những cái điều tốt đẹp, nhưng mà gì ạ? Hãy chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và luôn luôn linh động. Đừng bao giờ bị giới hạn mình ở trong một cái kết quả. Bởi vì đôi khi là chúng ta mong muốn điều này, điều kia nó xảy đến. Và khi nó không xảy đến thì chúng ta rất là bực bội. Chúng ta muốn người này họ sẽ đối xử với họ với mình như thế này, nhưng mà gì ạ? Họ không đối xử với mình giống như mình muốn, thì mình cảm thấy bực tức, cảm thấy nóng giận, cảm thấy cáu kỉnh. Và khi đó thì làm sao? Khi đó thì chúng ta sẽ bị tiêu cực, chúng ta sẽ bị virus xâm nhập. Đó. Vì vậy là luôn luôn linh động trước mọi cái tình huống nó xảy ra và đón nhận những cái tình huống. Nếu có những tình huống không tốt nó đến với mình, có những người không tốt họ đến với mình, thì làm sao mình đón nhận nó và hóa giải nó. Mình phải tự hóa giải nó, đúng không ạ? Và cái cuối cùng Huy muốn chia sẻ với anh chị em trong ngày hôm nay đó là gì ạ? Hãy chịu trách nhiệm 100% về tất cả những cái cảm xúc và những cái kết quả mà mình đang có ở trong cuộc đời. Không có ai chịu trách nhiệm với hạnh phúc, với sự thành công của bạn ngoài chính bạn. Không có ai khác trên cuộc đời này, không phải bố mẹ mình, không phải người thân của mình, không phải con cái của mình, không phải đội nhóm của mình, không phải là xã hội này, không phải là cái thể chế chính trị này, không phải đất nước này, mà chính là chúng ta mới là người duy nhất chịu trách nhiệm về thành công hay thất bại, từ hạnh phúc hay không hạnh phúc của chúng ta. Được chưa? Cho nên hãy chịu trách nhiệm 100%. Đấy. Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn là gì ạ? Xây dựng cái phòng Zoom 5 giờ sáng này, thì có nhiều người nó sẽ nói là gì ạ? Phòng Zoom 5 giờ sáng này là có rất nhiều chủ giảng, có rất nhiều MC, có rất nhiều admin, thì trách nhiệm là của chung, không phải trách nhiệm của tôi. Nhưng mà không, Huy nhận trách nhiệm xây dựng cái phòng Zoom 5 giờ sáng này. Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về phòng Zoom 5 giờ sáng này. Phòng Zoom này thành công hay không thành công là do tôi, không phải do ai hết. Đúng không ạ? Chỉ đơn giản thế thôi. Huy nhận trách nhiệm về cái việc này. Huy tự nhận trách nhiệm, không cần, Huy cũng không cần nói với ai cả. Ngày hôm nay đấy là chia sẻ thì chỉ chia sẻ cho anh chị em vậy thôi. Chứ còn gì ạ? Mình tự nhận rằng, để mà phòng Zoom này nó đông hơn, để phòng Zoom này có giá trị hơn, thì mình phải nâng cấp mình lên. Mình phải giỏi hơn. Mình phải đưa vào những cái bài chia sẻ làm sao nó thật là hay, thật là hấp dẫn, để làm sao để anh chị em cảm thấy rằng ồ, phòng Zoom này thật là giá trị. Và khi nó giá trị thì làm sao thì nó càng tăng trưởng, mình càng giúp được nhiều người thì mình lại càng phát triển, mình càng xứng đáng với những thứ mà tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Mình càng cho đi nhiều hơn thì mình càng nhận được nhiều hơn, theo đúng luật nhân quả, đúng không ạ? Thế thì đường nào mình cũng cho đi. Bây giờ mình cho đi 300 người với cho đi 500 người nó khác gì nhau đâu, đúng không anh chị em?
cũng là ngồi nói chuyện với cái camera thôi mà, đúng không ạ? Đấy, đấy. Thì 500 người thì phòng Zoom càng năng lượng, 1.000 người thì càng tốt, đúng không ạ? Cho nên là Huy cũng rất là mong muốn chia sẻ với anh chị em, đó là mục tiêu của Huy cũng như là của anh chị em đội nhóm, đó là gì ạ? Đưa cái phòng Zoom cả gái này lên 1.000 người. Anh chị em có thể là gì ạ? Đồng hành, hỗ trợ, có thể giúp đỡ Huy điều này không ạ? Nếu anh chị em đồng ý là hỗ trợ giúp Huy đặt được cái mục tiêu là gì ạ? Đưa phòng Zoom cả gái này lên 1.000 người. Thì để làm sao ạ? Để giá trị được cho đi nhiều hơn, để nhiều người thay đổi hơn, nhiều người được tiêm vaccine hơn, và nhiều người xung quanh chúng ta khỏe mạnh thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ khỏe mạnh, nhiều người xung quanh tích cực thì sao ạ? Chúng ta sẽ tích cực. Mình muốn tích cực thì mình phải giúp cho những người xung quanh mình tích cực. Mình muốn khỏe mạnh thì mình phải giúp cho người xung quanh mình khỏe mạnh, đúng không ạ? Nếu anh chị em đồng ý là sẽ giúp cho bản thân mình và giúp cho những người xung quanh của mình, họ gì ạ? Họ được tiêm vaccine thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Mời họ vào trong này, được không? Để họ tích cực hơn, họ phát triển hơn, họ thành công hơn và họ xứng đáng hơn với những cái gì là gì ạ? Với những gì tốt đẹp trong cuộc đời, trong cuộc sống sẽ họ sẽ ban tặng cho mình. Cuộc sống sẽ ban tặng cho mình những cái gì mà mình xứng đáng. Được không ạ? Ok, thì đó là gì ạ? Đó là cái bài chia sẻ của Huy sáng nay, nó hơi quá giờ một chút, rất là mong anh chị em thông cảm. Cái thứ hai nữa, có thể là có những cái điều gì đó mà Huy chia sẻ ra nó đụng chạm đến anh chị em, có thể có cái điều gì đó mà nó không đúng với cái suy nghĩ trước đây của anh chị em, những cái gì mà anh chị em lập trình trước, thì Huy mong anh chị em chúng ta hãy gì ạ? Hãy mở lòng ra đón nhận và hãy bỏ qua cho Huy nếu như mà có cái điều gì đó mà Huy nói, Huy chia sẻ mà nó phật ý. Có thể có những cái hành động, có thể cái cử chỉ tay, cử chỉ khuôn mặt mà làm cho anh chị em không hài lòng, thì Huy mong muốn anh chị em chúng ta sẽ thông cảm hoàn toàn với một cái mục đích tốt đẹp, đó là muốn giúp đỡ tất cả anh chị em chúng ta, kể cả là những người quen hay là người chưa quen, Huy đều muốn giúp đỡ. Chỉ có vậy thôi, vì kiểu một cái nhu cầu mong muốn như vậy thôi. Và rất là mong muốn anh chị em đồng hành giúp đỡ Huy cũng như là giúp đỡ ekip chương trình để giúp cho phòng Zoom này càng ngày càng giá trị hơn, càng ngày càng tăng trưởng hơn, được không ạ? Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn, biết ơn tất cả anh chị em. Một lần nữa biết ơn tất cả anh chị em, được không ạ?